Vitin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Thường Nguyên xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thính giả, chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có chủ đề giúp bé giảm quấy khóc, hết ra mồ hôi trộm. Đây cũng là chủ đề được rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm và có yêu cầu chúng tôi thường xuyên thực hiện những chuyên đề như thế này để tư vấn và giải đáp các thắc mắc cho quý vị thính giả. Tổng đài đường dây nóng quen thuộc của kênh Joy FM là 1900 6255. Xin mời quý vị hãy cùng đăng ký những câu hỏi của mình và chương trình cũng sẽ có phần kết nối giải đáp trực tiếp trong một ít phút nữa. Và vị khách mời đang có mặt tại phòng thu kênh Joy FM trong chương trình ngày hôm nay, Thủy Nguyên cũng xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, chuyên khoa nhi Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Thủy Nguyên. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Previptin, nâng tầm cao và trí tuệ Việt của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến Tổng đài Bác sĩ Tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsituvan.vn. Thưa quý vị thính giả, các biểu hiện về rối loạn thần kinh như hay quấy khóc, khó ngủ, vã mồ hôi trộm hay là tóc bắt đầu rụng ở phía hai bên tai và sau gáy, đây chính là những dấu hiệu cảnh báo trẻ đang bị thiếu canxi, nặng hơn là bị còi xương. Nếu như không khắc phục sớm vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển về chiều cao cũng như là trí não của trẻ. Việc dự phòng điều trị thiếu canxi, còi xương cho trẻ sớm thì sẽ giúp các bé ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn và phát triển chiều cao tối ưu hơn. Đồng thời là cũng giúp tránh được các di chứng trên xương như thấp còi, chân vòng kiềng, gù lưng, lồng ngực lép hoặc là nhô ra, xương chậu hẹp v.v. hoặc là hư hỏng răng. Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, câu hỏi đầu tiên thì Nguyên cũng đang rất là băn khoăn, đó là trẻ nhỏ thì rất hay gặp phải cái tình trạng quấy khóc ban đêm hoặc là ngủ không yên giấc. Các con cũng rất là hay giật mình và ra nhiều mồ hôi trộm khi ngủ ạ. Vậy cái tình trạng này khi nào nó là sinh lý và khi nào nó là bệnh lý mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm ạ? Chúng ta biết rất rõ rằng trẻ nhỏ, đặc biệt là những em bé mà dưới 1 tuổi, nhất là những bé dưới 3 tháng tuổi, thì khi sinh ra thì em bé hay có những biểu hiện của cái rối loạn về giấc ngủ, là quấy khóc đêm thì quấy khóc, rồi ngủ thì không yên giấc, rồi hay giật mình, rồi ra mồ hôi trộm. Bình thường thì khi chúng mẹ các em bé chạy nhảy nhiều thì mồ hôi mới ra. Thế nhưng mà em bé ngủ mà mồ hôi vẫn tiết ra thì đấy là cái mồ hôi trộm. Thế mà quấy khóc về đêm thì hầu như là em bé nào cũng có, chẳng có em bé nào mà từ bé lớn mà lại không bị quấy khóc về đêm. Dạ. Thế chúng ta biết rằng là trẻ nhỏ khi mà em bé chưa biết nói thì quấy khóc, khóc chính là một hành vi mà giúp em bé giao tiếp với xung quanh. Em bé chưa biết nói, em bé cần sự giúp đỡ, em bé muốn chúng ta giúp bé một vấn đề gì đấy, nhưng bé không nói được và chỉ thể hiện bằng khóc. Và khi chúng ta đáp ứng được những cái mà em bé muốn thì em bé lập tức là sẽ nín, hầu hết là như thế. Thế mà khóc đêm hay các cụ ngày xưa cũng gọi là khóc dạ đề đấy, dạ, thì nó cũng có rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. Và hay gặp nhất là những em bé mà bị cái cơn còi xương cấp, bé thường hay khóc về cái nửa đêm về sáng. Thì khóc sinh lý, tức là em bé đã có những nhu cầu về sinh lý. Ví dụ mà khi mà chúng ta thỏa mãn các cái nhu cầu của em bé thì em bé nín, thì đấy người ta gọi rằng là cái quấy khóc là sinh lý. Và ví dụ như là em bé bị tè dầm chẳng hạn này, rồi em bé nóng quá này, rồi em bé lạnh này, rồi em bé đêm ngủ nằm mơ v.v. thì em bé lập tức giật mình rồi quấy khóc. Thế và khi ta thay tã cho bé này, rồi cho bé bú này, rồi chúng ta nới bớt quần áo này, vân vân, thì em bé lập tức nín và em bé lại ngủ ngon. Và có một đôi khi là có một cái những cái vấn đề như là chúng, nhất là những em bé mà ăn sữa ngoài ấy, thì chúng đêm ta cho bú sữa mẹ, chẳng may sữa nó văng ra giường, thế là kiến nó bò đốt. Vâng. Đốt thì em bé cũng khóc. Đấy, em khóc của chúng ta tìm cha biết nguyên nhân tại đâu. Dạ, vâng. Cho em bé ăn thì em bé vẫn khóc, rồi thay quần áo cho em bé vẫn khóc. Thế thì là cái lúc mà chúng ta cũng nên kiểm tra khắp người cho em bé. Thì tôi cũng xin kể một cái kinh nghiệm, một cái kỷ niệm từ hồi lúc mà tôi mới ra trường. Khi mà lúc đấy là cái cuộc sống nó còn rất khó khăn, nó chưa có hiện đại như bây giờ, các em bé cũng chưa được đóng bỉm như bây giờ. Vâng. Tức là hồi đấy rất hay dùng kim băng. Thế thì các bà mẹ thường dùng kim băng để ghim, ghim cái khăn vào đằng trước ngực cho em bé lau mũi này, rồi dùng khăn để dùng cái kim băng để ghim cái khăn xô để quấn tã cho em bé, để đóng cho em bé, để cho em bé đái dầm, đỡ bị đái ướt ra giường chiếu. Thế thì có một lần tôi trực thì có em bé đến và khóc tìm mãi không biết rõ nguyên nhân ở đâu. Tức là cho em bé kiểm tra thì mẹ cũng sợ em bé có đau bụng không, không đau bụng gì cả.
thì đi siêu âm rồi đi chụp x-quang không đau bụng không làm sao hết. Về sau cuối cùng mới nới hết quần áo ra thì phát hiện ra là cái kim băng để ghim và tã cho em bé thì nó đã cắm vào người của em bé và chính vì thế em bé khóc dữ dội, không thể nín, không thể dỗ được đấy. Cho nên chúng ta cũng phải nên nhớ là khi mà em bé quấy khóc như vậy chúng ta cũng nên kiểm tra khắp người cho em bé không, nhất là bây giờ khi mà chúng ta hay đội những cái mũ cho em bé sợ đêm lạnh, nhất mùa đông chúng ta đội mũ có cái dây đeo ở buộc ở trước cổ đấy. Thế nếu như mà chúng ta mà không để ý mà cái mũ nó tuột ra mà cái dây nó làm cho cái cổ nó chặn lại và em bé không thở được nó quấy khóc, cho nên chúng ta rất chú ý là khi mùa đông mà chúng ta đội mũ cho em bé thì cái khi mà em bé đi ngủ thì chúng ta phải bỏ cái dây buộc ở cổ ra để tránh những trường hợp mà em bé nằm nghiêng bên nọ nghiêng bên kia mà cái mũ nó lệch đi và cái dây nó đè vào cổ của em bé, nên chúng ta rất chú ý. Và khi chúng ta đã giải quyết hết những vấn đề đó và em bé mà ngủ yên rồi thì đấy là khóc sinh lý. Còn khi mà chúng ta đã làm hết những vấn đề đó mà em bé vẫn không ngặt từng cơn, dỗ không đến là lúc chúng ta nên suy nghĩ xem là ngoài những cái vấn đề đó em bé có vấn đề gì cần chúng ta giúp đỡ không. Mà thì chúng ta nên lúc đó cho nên quan sát sắc mặt của em bé xem là em bé có tím tái hay không, có khó thở hay không vân vân. Và chúng ta nên đưa em bé đi bệnh viện để các bác sĩ sẽ giúp đỡ cho chúng ta xem là em bé bị sao. Thế thì cách đây cũng không lâu, mới tháng trước thì có một em bé lúc đấy mới được có hơn một tháng tuổi. Thì em bé đến khám và đêm vẫn quấy khóc và tôi trực của tôi. Thì gia đình rất lo lắng và sợ em bé đau bụng. Thế thì bác sĩ cũng rất cẩn thận cho em bé đi siêu âm thì phát hiện ra em bé có một cái nang ở trong não và có thể cái nang này nó chèn ép và nó gây cho em bé là đau đầu. Nên bé đã dẫn đến em bé quấy khóc. Trên chúng ta phải rất chú ý mà khi chúng ta đã thay tã trở cho em bé ăn rồi kiểm tra khắp người của em bé mà chúng ta không phát hiện ra được cái nguyên nhân gì em bé vẫn khóc là lúc chúng ta nên đưa em bé đến bệnh viện để các bác sĩ sẽ giúp đỡ chúng ta tìm xem nguyên nhân vì sao. Dạ vâng ạ. Khi mà trẻ nhỏ chưa biết nói thì khóc chính là một cái hành vi mà các bé giao tiếp với những người xung quanh, chắc chắn là có một cái sự khó chịu nào đó nên là các con mới quấy khóc mà bất thường. Và khi mà với những cái kinh nghiệm bác sĩ Đinh Ngọc Hoa vừa mới chia sẻ với quý vị thính giả, chúng ta kiểm tra khắp cơ thể của bé xem có điều gì làm cho các con khó chịu, những cái tác nhân từ phía bên ngoài hay không, loại bỏ hết những cái nguyên nhân từ phía bên ngoài rồi thì khi đó chúng ta cũng sẽ cân nhắc tới những cái khó khăn, những cái mệt mỏi của các con ở từ phía bên trong. Thưa bác sĩ ạ, có những cái trẻ nào mà theo những cái thống kê cho thấy là sẽ thường gặp phải cái tình trạng quấy khóc, ngủ không yên giấc hoặc là giật mình và ra nhiều mồ hôi trộm vào ban đêm nhiều hơn những trẻ bình thường khác hay không ạ, thưa bác sĩ? Thông thường thì những em bé chúng ta hay gặp những em quấy khóc về đêm là những em bé mà hay gặp nhất ấy là cái nguyên nhân mà thiếu canxi. Thế thì đặc biệt là trong cái ba tháng đầu tiên, vì khi mà chúng ta mới sinh ra em bé thì cái phong tục tập quán của chúng ta là kiêng đủ mọi thứ, tức là chúng ta mẹ thì ăn kiêng thường nguyên ạ, em bé thì cũng kiêng ra nắng, kiêng ra gió, vì chúng ta sợ là khi mà đưa em bé ra ngoài thì em bé sẽ bị nhiễm lạnh, bé dễ bị ốm, vì vậy chúng ta để em bé trong nhà và đóng cửa kín, mùa đông đóng cửa kín, mùa hè cũng đóng cửa kín, lúc nào chúng ta đóng cửa kín và không cho em bé ra ngoài. Thế thì cái việc mà chúng ta đóng cửa kín này, rồi việc mà em bé không được tắm nắng này, rồi việc mẹ ăn kiêng vân vân thì nó đã ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cơ thể em bé. Và chúng ta biết rằng là trong cả một cái quãng thời gian phát triển của con người thì cái năm đầu tiên là cái năm mà cơ thể của chúng ta phát triển nhanh nhất, không có một cái giai đoạn nào mà cơ thể lại phát triển nhanh như cái lúc mà dưới một tuổi, tức là sau một năm thì cái chiều cao của em bé đã tăng lên gấp một lần rưỡi và cân nặng tăng lên gấp ba lần. Đấy là cái giai đoạn phát triển nhanh nhất, mà nhất là cái 3 tháng đầu. Thế thì khi mà em bé phát triển nhanh như vậy mà cái em bé lại bị thiếu ánh sáng này, rồi thiếu vi chất trong cái chế độ ăn của mẹ, bị ăn kiêng, thì em bé cũng rất dễ có những hiện tượng là cái thiếu canxi và những cái hiện tượng như quấy khóc này, ra mồ hôi trộm này, ngủ giật mình vân vân. Thì đấy nó là những cái biểu hiện của cái thiếu canxi. Thế thì ngoài ra thì có thể gặp những cái, ngay cả những em bé bụ bẫm tăng cân thì cũng có tăng cân nhanh, thì cũng cái nhu cầu tăng cao mà trong môi trường ăn như thế thì em bé cũng rất dễ bị thiếu canxi. Ngoài ra thì có thể gặp những cái nguyên nhân khác, ví dụ như bạn em bé có đau bụng, rồi bụng trướng hơi, rồi sốt, rồi ho, khò khè vân vân, thì em bé này nó cũng chỉ quấy khóc một cái thời gian nhất định
và khi mà em bé khỏi ốm thì em bé lại giống như bình thường. Thế và những em bé lớn hơn một tí nữa, khi em bé đã biết ngồi biết bò thì ở đây chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng gặp những trường hợp bé rối loạn giấc ngủ do cái run kim thì nó rất dễ là tái nhiễm. Thì mà khi em bé đã biết ngồi rồi, biết cầm đồ chơi chơi vân vân, thì em bé có thể gặm đồ chơi rồi ngồi rồi gặm tay gặm chân các thứ, là nó cũng thế rất dễ bị nhiễm run kim. Nhưng mà cái đấy thì nó thường là gây nên cái khó ngủ, quấy khóc ban đêm, chứ nó không gây cái hiện tượng mồ hôi trộm. Thì cái mồ hôi trộm chủ yếu là gặp trong trường hợp mà em bé bị thiếu canxi. Dạ vâng ạ, rõ ràng là trong bệnh lý thiếu canxi và còi xương thì các bậc phụ huynh cũng dễ dàng nhận thấy thôi những cái biểu hiện vô cùng là đặc trưng, đó là quấy khóc, ngủ không yên giấc vào ban đêm, rồi thì ra nhiều mồ hôi trộm, và các con thì cũng rất là hay giật mình khi ngủ nữa. Đó là những cái biểu hiện có lẽ là ở giai đoạn đầu của thiếu canxi và còi xương ạ. Và nếu như mà chúng ta không điều trị kịp thời thì cái vấn đề này nó sẽ tiến triển nặng nề hơn như thế nào sau này thưa bác sĩ ạ? Chúng ta biết rất rõ rằng như Thủy Nguyên vừa nói, chính những dấu hiệu như là quấy khóc này, rồi da mồ hôi trộm này, rụng tóc hình bình khan vân vân, thì nó là cái biểu hiện sớm về thần kinh của cái những em bé mà có những cơn còi xương cấp. Thì nếu như mà chúng ta phát hiện ra sớm mà chúng ta điều chỉnh ngay thì nó rất là tốt và không có vấn đề gì. Nhưng nếu như chúng ta mà không để ý mà em bé quấy khóc nhiều, nhưng mà cái cơn còi xương cấp mà không được chỉnh lý thì nó cũng sẽ để lại những cái hậu quả mà nó cũng không hay. Chúng ta biết rõ rằng là khi mà em bé ngủ, em bé thiếu canxi hay thường có hiện tượng quấy khóc về đêm này, rồi khóc dạ đề, có những em bé khóc cứ ngặt 3 tháng 10 ngày mới hết. Thế thì khi mà khóc thế thì em bé cũng sẽ bị làm cho cái giấc ngủ sinh lý của em bé cũng đã sẽ không được bình thường, và em bé sẽ bị rối loạn giấc ngủ và ngủ đêm không yên giấc, thì nó ảnh hưởng đến phát triển chiều cao. Vì chúng ta biết rằng là hormone sinh dục nó chỉ phát tiết ra chủ yếu nhiều nhất vào ban đêm. Và khi mà em bé đã ngủ say, tức là vào khoảng từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Thế và cái khi mà em bé quấy khóc như vậy thì nó lại không ngủ được yên giấc. Khi chúng ta ngủ say thì hormone sinh dục nó khi chúng ta ngủ thì hormone tăng trưởng. Dạ vâng. Thì nó mới được tiết ra. Đấy, thì chính vì thế mà nó khiến cho, nếu em bé rối loạn giấc ngủ, nó sẽ làm giảm cái tiết hormone và nó sẽ ảnh hưởng đến phát triển chiều cao của em bé. Và khi em bé quấy khóc như vậy thì em bé cũng sẽ ăn uống kém hơn, và em bé chậm lên cân, chậm phát triển thể chất, rồi chậm vận động, chậm biết lẫy, chậm biết bò. Rồi là em bé vốn cũng đã có trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì cái chức năng miễn dịch của em bé cũng chưa được hoàn thiện, và em bé quấy khóc như thế này rồi em bé ăn uống kém thì nó sẽ làm suy giảm miễn dịch, và em bé cũng sẽ mắc các cái bệnh nhiễm khuẩn. Và nếu như chúng ta không để ý, không cho em bé chỉnh lý kịp thời thì lâu dần em bé sẽ để lại hình thể như là đầu bẹp, rồi các biếu đỉnh, biếu trán rồi. Và khi mà đã còi xương mà để lại các di chứng mà biến dạng hộp sọ thì nó cũng sẽ không tròn lại được, mặc dù chúng ta có bổ sung canxi. Và chúng ta phải đợi thêm nhiều năm nữa, khi mà em bé đến cái tuổi tiền dậy thì lúc đấy cơ thể nó phát triển nhanh một lần nữa, thì lúc đấy là nó mới có thể hết được những cái dấu hiệu đó. Dạ vâng ạ. Vừa rồi thì bác sĩ Đinh Ngọc Hoa cũng nói qua một chút về cái nguyên nhân khiến cho trẻ ở Việt Nam bây giờ rất là dễ bị thiếu canxi cũng như là còi xương, do là cái thói quen chúng ta chăm sóc rồi thì bảo vệ che chắn cho các con kỹ quá, các bé ít được ra ngoài trời vui chơi vận động cũng như là tắm nắng. Vì vậy mà cái nguy cơ còi xương, suy dinh dưỡng nó cao hơn, thậm chí là trẻ bụ bẫm lại cũng có cái nguy cơ cao gặp phải cái vấn đề này. Đặc biệt là vấn đề trẻ bụ bẫm ạ, tại sao mà các bé lại vẫn cứ có thể là bị nhận cái chẩn đoán là còi xương và thiếu canxi, khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh cảm thấy là không tin về điều đó ạ? Chúng ta biết rằng là trẻ bụ bẫm thì chính là một cái yếu tố nguy cơ gây còi xương, vì những cái trẻ này nhu cầu về canxi, rồi photpho, vitamin D đều cao hơn những cái trẻ bình thường khác, nhưng mà thường là cung cấp không đủ, do là các em bé này thì ăn rất là tốt này. Đấy, chính vì thế mà chúng ta nghĩ rằng em bé ăn, em bé đôi khi chúng ta chủ quan,
đấy, chứ không phải chúng ta không để ý. Chúng ta chủ quan thì chúng ta nghĩ rằng là em bé đã tăng cân tốt rồi thì chúng ta không phải lo, vì cũng thường thường người ta nghĩ rằng là còi xương là những em bé phải gầy gò ốm yếu, chứ không ai nghĩ rằng là những cái em bé mà cao to thì lại là em bé còi xương. Thực ra là những cái bạn bụ bẫm tăng cân nhanh thì lại dễ bị còi xương do cái nhu cầu cao mà chúng ta cung cấp thì không đủ, đôi khi là để có thể do cái chế độ ăn của chúng ta, các mẹ thì không ăn kiêng này, không bổ sung đủ canxi, không ăn, không chú ý ăn những cái thực phẩm, nhóm thực phẩm mà có nhiều canxi như là tôm, cua, cá và hải sản vân vân. Rồi là đôi khi chúng ta mẹ thiếu sữa này, thì chúng ta cho em bé ăn sữa công thức, thì có rất nhiều bạn ăn sữa công thức lên cân cũng rất là nhanh, nhưng mà canxi trong sữa công thức nó cũng nhiều nhưng mà nó không dễ hấp thu như là cái canxi ở trong sữa mẹ. Rồi đôi khi chúng ta cho em bé ăn bột sớm này, rồi những em bé là ăn nhiều tinh bột hoặc là ăn mặn quá vân vân thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự hấp thu của canxi của em bé. Ở những trẻ bụ bẫm thì nhu cầu cao chúng ta đôi khi cung cấp được chưa đủ, cho nên là em bé mà bụ bẫm thì cũng có cái nguy cơ còi xương nhiều hơn những cái em bé khác. Dạ vâng ạ. Vậy thì những cái di chứng muộn ở trên xương của trẻ trong bệnh lý còi xương, liệu rằng chúng ta có thể điều trị được hết hay không? Và nếu như mà điều trị sớm khi mà trẻ mới chỉ có những cái biểu hiện kích thích thần kinh ban đầu thôi thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ? Chúng ta biết rằng là còi xương ở cái giai đoạn muộn nếu như chúng ta không điều trị kịp thì nó sẽ để lại những cái biến dạng xương như là cái vòng cổ tay, thì vòng cổ chân này, chân vòng kiềng, chân chữ X chữ O, rồi gồ vẹo cột sống, rồi ngực rô ức gà vân vân, rồi là khung chỗ hẹp. Thì khi mà đã xương đã bị quá phát mà biến dạng như vậy thì nó cũng không thể trở lại bình thường, và cái điều trị trong việc điều trị của chúng ta trong cái giai đoạn này nó chỉ giúp cho các cái biến dạng xương này nó dừng lại và không phát triển thêm nữa, và nó không thể hết đi được. Và chúng ta đấy phải đợi đến nhiều năm cho đến khi cơ thể đến tuổi bé, đến tuổi dậy thì lúc đó cơ thể của em bé phát triển nhanh một lần nữa thì lúc này cái di chứng này mới có khả năng phục hồi. Nhưng với một cái điều kiện là chúng ta phải chú ý chăm sóc trẻ một cách toàn diện, tức là bổ sung đầy đủ dưỡng chất này, đảm bảo chế độ sinh hoạt hợp lý này, ngủ đủ giấc và sinh hoạt thể thao nữa thì em bé mới có thể trở lại được bình thường. Thế còn thì đối với những trường hợp mà khi chúng ta phát hiện ra cái em bé có dấu hiệu về còi xương sớm và phát hiện từ cái lúc mà em bé có những dấu hiệu sớm như là quấy khóc, nếu ra mồ hôi trộm này vân vân, thì chúng ta bổ sung điều trị trong giai đoạn này thì em bé sẽ không để lại cái biến dạng xương. Vì chúng ta biết rằng là khi cái căn lượng canxi của chúng ta tập trung chủ yếu là ở trong xương và răng, chỉ có một phần rất nhỏ ở trong máu, và khi cơ thể bị thiếu canxi thì nó sẽ huy động canxi từ xương và máu, và xương nó sẽ quá phát và nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là những cái di chứng về xương như là chúng ta vừa nói bên đấy. Dạ vâng ạ, những di chứng ở trên xương ở mỗi một giai đoạn muộn thì nó sẽ tồn tại vĩnh viễn về sau này. Vì vậy mà chắc chắn rồi, chúng ta cần phải phát hiện sớm, thậm chí là phải dự phòng và điều trị sớm nữa, nó sẽ vô cùng quan trọng. Thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, trẻ được dự phòng và điều trị bệnh sớm thì sẽ được áp dụng như thế nào, và những cái dưỡng chất nào thì cần đặc biệt chú trọng để bổ sung cho các bé trong giai đoạn này ạ? Chúng ta biết rằng trong cái điều trị còi xương thì chúng ta cái điều trị dự phòng nó còn quan trọng hơn là cái vấn đề điều trị cơn cấp tính. Thế thì cái điều trị dự phòng nó phải bắt đầu từ khi mà chúng ta, các bà mẹ mang thai. Các bà mẹ mang thai thì các mẹ cũng nên là đi bộ vào mỗi buổi sáng. Nếu mà sáng sớm, nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta cố gắng là đi bộ vào buổi sáng sớm. Cái việc đi bộ này cũng sẽ giúp cho không mẹ dễ sinh bé hơn này, mà nó còn giúp cho em mẹ cũng dễ hấp thu được cái vitamin D. Với đặc biệt là trong cái 3 giai tháng cuối của cái thai kỳ thì mẹ nên trùng ngoài cái chế độ ăn, ưu tiên nhóm thực phẩm mà có chứa canxi ra, thì mẹ cũng nên chú ý bổ sung thêm cái canxi trong cái bữa ăn hàng ngày. Vì chúng ta biết rằng nhu cầu canxi của bà mẹ trong 3 tháng cuối là lên tới 1.000mg trong một ngày, và cái lượng canxi trong thức ăn thì chỉ cung cấp được một nửa cái nhu cầu của cơ thể mà thôi. Thế và sau khi mà đẻ ra thì chúng ta cũng nên cho em bé bú mẹ ngay từ những cái ngày, những cái giờ đầu tiên, và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và kéo dài đến 24 tháng. Vì việc chúng ta cho bé bú mẹ nó giúp em bé hấp thu được canxi, vitamin D ở trong sữa mẹ nó dễ hơn nhiều so với sữa công thức. Rồi những cái em bé mà đẻ non, đẻ thấp cân thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm vitamin D cho em bé, và em bé đẻ vào mùa đông thì tất cả các em bé đều nên bổ sung thêm cái vitamin D. Nhưng và một cái điều quan trọng nhất là chúng ta nên cho em bé tắm nắng.
tắm nắng là cách tốt nhất để giúp cho cơ thể hấp thu vitamin D một cách tối ưu, vì chúng ta biết rằng 80% cái lượng vitamin D của cơ thể thì đều được hấp thu qua da. Trẻ 2 tuần tuổi thì chúng ta đã có thể cho em bé tắm nắng và hàng ngày tắm từ 15 cho đến 30 phút trước 7 giờ 30 phút vào buổi mùa hè và trước 9 giờ vào mùa đông. Và chúng ta cũng không nên cho em bé tắm muộn quá, bởi vì cái tia cực tím mạnh nó có thể gây tổn thương da. Và khi tắm thì chúng ta cố gắng là để hở cẳng chân cẳng tay, làm sao cho da em bé tiếp xúc càng nhiều trực tiếp, càng nhiều với ánh nắng thì càng tốt. Và cái ngoài cái việc mà chúng ta bổ sung thêm vitamin D này, rồi bổ sung chế độ ăn cho mẹ này, với khi trẻ đến ăn dặm chúng ta bổ sung, chú ý cho em bé ăn đầy đủ cân đối thành phần, thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm các cái sản phẩm có chứa đủ các cái vi chất dinh dưỡng như là canxi, vitamin D, MK7 vân vân. Vì nhất là những trường hợp mà em bé biếng ăn, chậm tăng cân và hay uống vặt, ăn uống kém mà cơ thể hấp thu không đủ, hoặc là em bé bụ bẫm mà nhu cầu cao, thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm cho em bé để em bé có đầy đủ vi chất và tránh bị còi xương. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, đúng là trẻ nhỏ thì sẽ cần phải được chăm sóc rất là đúng cách, khoa học, tắm nắng đúng cách này, rồi thì chế độ dinh dưỡng cũng phải cân đối và đầy đủ nữa. Bên cạnh đó thì quý vị đặc biệt lưu ý, chúng ta không quên được vai trò của những cái vi chất dinh dưỡng, mặc dù là chỉ cần bổ sung một lượng nó vô cùng nhỏ thôi trong chế độ ăn uống hàng ngày, thế nhưng cũng không thể được phép bỏ qua. Ví dụ như là canxi, kẽm, magie hay là vitamin D3 và MK7 nữa rất là đặc biệt quan trọng, thì sẽ giúp phòng và điều trị thiếu canxi, còi xương một cách vô cùng hiệu quả. Thưa bác sĩ Đinh Ngọc Khoa, với nhiều quý vị thính giả thì chúng ta cũng đã được nghe đến MK7 rồi. Thế nhưng mà một lần nữa cũng mong bác sĩ có thể giải thích được rõ hơn về vai trò của vitamin D3 cũng như là MK7 trong việc hấp thu canxi vào hệ xương cho các bé một cách tối đa và phòng chống còi xương hiệu quả, giúp bé ngủ ngon hơn và không ra mồ hôi trộm được không ạ? Chúng ta đều biết rõ rằng là cái canxi là cái khoáng chất quan trọng nhất đối với cơ thể. Và có lẽ là cái canxi cũng là một cái khoáng chất mà được chúng ta bổ sung nhiều nhất trong tất cả các vi chất dinh dưỡng của cơ thể. Thế thì nhưng để hấp thu được cái canxi thì cần đến vai trò của vitamin D và MK7. Chúng ta cũng đã có lần nói về vấn đề này, nhưng hôm nay cũng xin được nhắc lại để các quý thính giả biết rõ về cái vai trò quan trọng của cái vitamin D và MK7 trong việc hấp thu canxi. Chúng ta biết rằng là cái vitamin D thì sau khi được hấp thu qua da thì nó sẽ được chuyển hóa, nó sẽ được đưa vào máu, chuyển hóa qua gan và thận, và khi chuyển hóa, sau khi chuyển hóa thận rồi thì nó mới trở thành cái dạng hoạt động và nó mới có tác dụng để giúp hấp thu canxi tại ruột và tái hấp thu canxi tại ống thận. Ngoài ra vitamin D thì nó còn có tác dụng hỗ trợ vận chuyển canxi vào xương. Vitamin D chỉ có tác dụng hỗ trợ vận chuyển canxi vào xương thôi, và để gắn được canxi vào xương thì cần phải có đến vai trò của một cái yếu tố khác, đấy là cái MK7. Xưa nay chúng ta cũng hay nhắc đến cái vitamin D và cái canxi, nhưng mà cái MK7 thì cũng ít được nhắc đến. Và hôm nay chúng ta lại biết rõ thêm về cái vai trò của một vi chất để giúp cho cái bộ xương của chúng ta được chắc khỏe, đấy là cái MK7. MK7 thực chất nó là cái vitamin K2, và canxi muốn gắn được vào xương thì nó cần phải có một cái protein vận chuyển là osteocalci. Và cái vitamin D3 thì nó có tác dụng kích hoạt osteocalci, còn MK7 thì nó lại có tác dụng chuyển osteocalci từ dạng không hoạt động sang dạng hoạt động và gắn canxi vào xương, ngăn không cho canxi lắng đọng thành mạch máu, và nó còn làm tăng cái lượng collagen ở trong xương và giúp cho xương chắc khỏe dẻo dai. Và MK7 cũng là một cái vitamin K duy nhất có nguồn gốc từ thiên nhiên, và nó có trong sữa, trong phô mai và các sản phẩm lên men từ đậu nành. Dạ vâng ạ. Nhưng mà cái chế độ ăn uống làm thế nào để có thể giúp trẻ hấp thu được tối đa các dưỡng chất mà đã bổ sung ạ? Với những trẻ mà kém hấp thu hơn thì rối loạn tiêu hóa chẳng hạn ạ, thì chúng ta có cần hỗ trợ thêm hệ tiêu hóa bằng những cái phương pháp nào không, và tìm thấy những cái dưỡng chất trên ở đâu ạ? Chúng ta biết rằng là ngoài cái ở những em bé mà hay bị rối loạn tiêu hóa này, rồi em bé biếng ăn này, rồi em bé bị kém hấp thu vân vân, còn những em bé ăn rất là tốt nhưng mà em bé không lên cân mà vẫn bị còi xương, vẫn bị suy dinh dưỡng, thì đấy chính là những em bé bị kém hấp thu. Thì chúng ta biết rằng là bình thường ở trong cơ thể của chúng ta, trong đại tràng thì có một hệ vi sinh vật phong phú sinh sống, và đa phần trong số đó là các sinh vật có lợi.
Thì những các cái vi sinh vật có lợi này nó có tác dụng để làm tiêu hóa nốt thức ăn. Khi chúng ta ăn vào, thức ăn bắt đầu ngay từ khi chúng ta ăn vào, thì thức ăn đã được tiêu hóa ở từ miệng rồi xuống ruột. Quá trình tiêu hóa thu thức ăn diễn ra trong suốt cái chiều dài của cái ruột non. Và khi mà còn phần thức ăn nào chưa được tiêu hóa hết thì xuống đến đại tràng là cái ruột già, thì lại được hệ vi sinh vật tiếp tục tiêu hóa thức ăn và giúp cơ thể hấp thu thức ăn. Ở những em bé mà hay bị rối loạn tiêu hóa, hay ốm vặt, nhất là cái việc chúng ta ốm vặt mà phải sử dụng kháng sinh, thì cái ốm vặt phải sử dụng kháng sinh như vậy thì nó sẽ kháng sinh, nó tiêu diệt các cái vi khuẩn cái bệnh, nhưng đồng thời nó cũng diệt các cái vi khuẩn có lợi, nó khiến cho mất cân bằng vi khuẩn ruột và dẫn đến em bé đã rối loạn tiêu hóa và dẫn đến là không hấp thụ đầy đủ dưỡng chất, mặc dù chúng ta cho em bé ăn uống đầy đủ nhờ các cái thành phần dính rồi, nhưng mà em bé vẫn không hấp thụ được, bởi vì là do cái hệ vi khuẩn trí nó bị mất cân bằng. Vì vậy ở những em bé này, chúng ta ngoài việc bổ sung thêm các vi chất và một chế độ ăn tốt, chúng ta cũng nên bổ sung thêm men vi sinh cho em bé, để cho em bé cái giúp cho việc tiêu hóa thức ăn. Vì chúng ta biết rằng hệ vi khuẩn trí ở trẻ nó chưa phong phú như người lớn, nên rất dễ bị mất cân bằng khi ốm đau này, khi sử dụng kháng sinh này. Và cái việc bổ sung thêm men vi sinh cho em bé để giúp cho hệ vi khuẩn trí trở lại cân bằng và giúp bé tiêu hóa thức ăn là rất cần thiết. Dạ vâng ạ. Rõ ràng là với nhiều bé mà ăn uống cũng không phải là quá là ít, thế nhưng mà do hấp thu nó kém cho nên là các con vẫn không lên cân đều, vẫn gặp phải cái tình trạng là thiếu một số những cái vi chất dinh dưỡng căn bản. Và nhiều người thì cứ đổ tại là do là hấp thu kém thôi và chấp nhận với việc là con nhà mình nó bé nhỏ hơn so với bạn bè cùng trang lứa, cũng như là thiếu đi một số vi chất dinh dưỡng. Trên thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được điều này bằng cách là bổ sung thêm những cái loại men vi sinh, đặc biệt là có nguồn gốc từ ví dụ như là kim chi Hàn Quốc chẳng hạn, nó được bào chế theo những cái công nghệ hiện đại nhất và sẽ có thêm những cái thành phần vi khuẩn có lợi cũng như là chất xơ hòa tan, sẽ giúp trẻ tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng hấp thu canxi cũng như là giúp trẻ tăng cân và chiều cao tốt hơn. Thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, những cái tiêu chí trên nó đã đúng là những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn được một loại men vi sinh tốt và phù hợp cho các bé hay chưa, và có thể tìm thấy cái loại men vi sinh này ở đâu ạ? Đúng như vậy, cái men vi sinh mà có chứa hai thành phần, một thành phần là các cái lợi khuẩn và một thành phần là cái chất xơ hòa tan, thì là cái men vi sinh rất là tốt, bởi vì là cái thành phần của cái chất hòa tan này, khi mà chúng ta uống cái men vi sinh này vào thì cái chất xơ hòa tan này nó không những nó giúp cho các cái lợi khuẩn được phát triển, nó là nguồn thức ăn để cho các lợi khuẩn để phát triển, mà nó còn giúp cho tăng cường miễn dịch và giúp cho diệt các cái vi khuẩn có hại nữa. Và chúng ta có thể tìm thấy cái men, cái thành phần của các cái chất xơ hòa tan này, rồi các lợi khuẩn này ở trong cái men vi sinh Golden Lab. Men vi sinh Golden Lab là cái men mà nó được chiết xuất từ kim chi của Nhật Bản, và do có nguồn gốc thiên nhiên cho nên là nó rất dễ sử dụng và rất an toàn, và các em bé sơ sinh cũng có thể sử dụng, và chúng ta cũng có thể sử dụng khi mà không cần có cái đơn của thầy thuốc cũng có thể sử dụng được, nhất là trường hợp em bé bị rối loạn tiêu hóa rồi biếng ăn kém hấp thu vân vân, thì chúng ta ngoài cái việc mà em bé sử dụng ốm hay ốm vặt thì phải sử dụng kháng sinh này, em bé chậm lớn còi xương suy dinh dưỡng vân vân, ngoài cái việc chúng ta cho em bé một chế độ dinh dưỡng tốt, một chế độ sinh hoạt hợp lý, chúng ta bổ sung thêm những cái sản phẩm có chứa các cái vi chất như canxi nano này, rồi MK7, vitamin D3, thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm cái men vi sinh mà có chứa cái vi khuẩn có lợi và có chứa cái chất xơ hòa tan như Golden Lab, thì nó sẽ giúp cho em bé hấp thu được hết thức ăn, và khi em bé hấp thu được hết các dưỡng chất mà canxi, vitamin D cũng được hấp thu đầy đủ, thì em bé sẽ nhanh chóng hết những các cái dấu hiệu còi xương như là quấy khóc đêm rồi ra mồ hôi trộm vân vân, và em bé sẽ ăn tốt này, tăng cân và sẽ hết ốm vặt. Dạ vâng ạ, rất là nhiều những cái lưu ý, những cái thông tin hữu ích dành cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần 2 kết nối. Chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của các thính giả đã gọi điện tới tổng đài 1900 6255. Và bây giờ thì xin được lắng nghe câu hỏi của vị thính giả đầu tiên ạ. Alo. Alo. Dạ vâng ạ. Anh chào chương trình và chào bác sĩ ạ. Vâng, rất vui được đón tiếp anh. Xin được mời anh giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. Em là Hưng ở Gia Lai ạ. Dạ vâng, anh Hưng. Anh có câu hỏi băn khoăn như thế nào ạ? Em hỏi bác sĩ, tức là
À, bác sĩ ơi, em có hai cháu, một cháu năm nay lên 4 tuổi và một cháu lên 7 tuổi. Mà có một cháu lên 7 tuổi, em để ý là từ ngày xưa, từ lúc cháu bé đến bây giờ cháu 7 tuổi mà cháu cứ trước khi ngủ là mồ hôi cháu nó cứ ướt hết trên trán, trên đầu, người nó cứ nóng. Là đó là cho em hỏi đó là nguyên nhân có phải là thiếu canxi mà bác sĩ nãy nói không? Và cho em hỏi tức là bây giờ về cân nặng với chiều cao của hai cháu á. Vâng. Tức là cháu 7 tuổi thì năm nay cháu đã 26 cân rồi. Mà cao thì được 1m, gần được 1m2 rồi. Vâng. Cân nặng của cháu lớn, còn cháu nhỏ thì cháu được 98 cân mà nặng 14 cân. Hai cháu. Vâng. Hai câu hỏi như vậy. Dạ vâng. Tức là cháu bé, bạn cháu bé 4 tuổi của em là bao nhiêu cân? 4 cân à? 14 cân. 14 cân. 14 cân mà được 98 cân. 14 cân mà 98 cm. 98 cm thì cái bạn 4 tuổi đấy thì là cân nặng bình thường theo chuẩn là bạn phải được 16 cân cho đến 17 cân. Thế và chiều cao cũng phải đạt được 100 cho đến 103 cm. Thế thì chiều cao và cân nặng của bạn này thì nó chưa đạt so với tuổi, nhưng mà nó vẫn ở trong cái mức giới hạn bình thường. Thế không biết bạn 4 tuổi này ăn uống cũng có tốt không? Cháu ăn uống cũng được. Chúng cháu thì mỗi bữa một bát cơm, rồi sữa, cháu uống sữa tươi. Một ngày uống bao nhiêu? Thì ngày cháu buổi sáng một hộp, rồi buổi chiều một hộp, rồi tối lên giường một hộp. Tức là một ngày bạn uống được 600 ml. Hộp của cháu tức là hộp nhỏ thôi, chỉ 100 mấy. À, hộp nhỏ 100, hơn 100 ml. Thế thì thông thường ở cái tuổi này thì một ngày cũng có thể cần đến 500 ml sữa em cho em bé uống, như thế là được rồi. Thế thì ngoài ra nên chú ý, nên cho bạn ấy ở cái lứa tuổi này thì bạn đã được ăn được cơm rồi. Thế và ăn cơm cùng gia đình, nhưng mình chú ý là trong Gia Lai bác biết rằng là cũng rất nhiều tôm cua cá, và nhất là cua đá, nhà trong đấy có cái cua đá rất là ngon. Thế thì có trong cua thì có cái hàm lượng mà canxi cũng rất là cao, thì có thể bổ sung cái cho cái bữa ăn hàng ngày cho em bé để cho nó có được cung cấp đầy đủ canxi. Thì em nên chú ý cái chế độ ăn ngoài cái việc uống sữa này ra rồi, thì chú ý cái chế độ ăn bổ sung có những cái thực phẩm mà chứa nhiều canxi như là tôm này, tôm đặc biệt những con tôm nhỏ. Cái tôm nhỏ nó có nhiều canxi mà ăn tôm nó phải có cả vỏ đấy, và bà mẹ phải nhai kỹ. Nhai kỹ thì là nó mới giúp cơ thể hấp thu được cái canxi. Thế và trong cua, trong cá thì cái hàm lượng canxi cũng cao hơn là trong thịt, nên mình ưu tiên ăn cái nhóm thực phẩm đấy nhiều hơn những cái thực phẩm khác. Thế và cái ngoài ra thì không biết là bạn ấy có em bé 4 tuổi thì có chơi hàng ngày em bé có chơi cái giúp em bé thể thao gì không, hoặc vui chơi ngoài trời? Dạ, chắc không. Là có. Đấy. Em bé đi trẻ đúng không? Em bé có đi mẫu giáo không? Dạ chưa, cháu vẫn ở nhà với ông bà. À, 4 tuổi vẫn ở nhà với ông bà. Thì ở nhà ông bà chạy chơi suốt ngày thì nó cũng tiếp xúc mới đủ ánh sáng rồi, không phải lo nữa, mình chỉ chú ý đến chất ăn. Ngoài ra em có thể bổ sung cho em bé thêm cái sản phẩm Brivitin, thì cái đó nó có chứa cái canxi nano mình dùng, nó sẽ không bị lắng động tại thận, nó cũng sẽ không gây biếng ăn, không gây sỏi. Thì trong cái Brivitin đấy, đối với trẻ em bé 4 tuổi như em thì mình có thể dùng cái sản phẩm Brivitin 2. Nó có cả cái ngoài cái vitamin D này, nó có cả cái canxi này, cả cái MK7 ra, thì còn có chứa cả những cái chất mà nó giúp cho em bé tăng cường sức đề kháng như là cái Immunalpha nhé. Thì những em bé mà dưới 6 tuổi thì sức đề kháng của nó chưa hoàn thiện, em bé cũng hay ốm vặt. Không biết em bé em có hay bị ốm vặt không? Chắc trong ít bị đúng không? Cũng có, cháu cũng thỉnh thoảng cũng hay bị sốt sổ mũi. Thế thì em có thể bổ sung thêm cho em bé cái sản phẩm đó, thì ngoài chế độ ăn ra thì giúp bổ sung thêm sản phẩm đó sẽ giúp cho em bé phát triển chiều cao được tốt hơn. Đó là cái nước hay là... Nó là cái gói cốm ấy mà, rất là dễ uống. Là về pha ra nước uống. Đúng rồi, mình có thể về pha ra nước uống. Thế thì cho em hỏi là cháu lớn mà cháu từ hồi nhỏ đến bây giờ cháu đến 7 tuổi mà trước khi ngủ cháu cứ vã mồ hôi ra, mà người cháu cứ nóng khoảng tiếng hơn tiếng, rồi lúc đó cháu mới thấy nhiệt độ hạ hạ rồi mồ hôi nó mới đỡ, đó là cháu bị sao, cháu thiếu canxi hay có vấn đề gì? Cái đối với em bé mà 7 tuổi đấy mà hay bị ra, từ bé lớn lúc nào cũng ra mồ hôi à? Dạ đúng, từ trước, từ hồi nhỏ là cháu cũng bị mà đến lớn bây giờ cũng vẫn bị.
Thường là ra mồ hôi vào lúc nào? Lúc mà bé chạy nhảy nhiều hay lúc bé ngủ hay là... Trước khi bé lên giường ngủ đấy, khi cháu vào giấc ngủ đấy là người cháu nóng, xong mồ hôi trên trán. Thế thì lúc nóng thế thì em có cập nhiệt độ cho em bé không? Cũng không, thấy cháu cũng ngủ bình thường nên tối cháu ngủ cũng dễ ngủ, cũng ngủ ngon nên nhà. Thế làm sao biết là em bé nóng? Không, tức là sờ trên đầu thấy cháu nóng, sờ trên đầu. À, thường đúng là cái cơ thể mình nhiệt độ bình thường trung bình là 37 độ. Thế thì 37 độ thì mùa đông thì cũng như mùa hè thì lúc nào sờ cũng phải ấm nóng, chứ nếu mình sờ nó lạnh thì lại không tốt. Thế còn thì đối với trường hợp em bạn ấy mà ra mồ hôi thường xuyên như vậy, thì ở cái em bé nhà em thì 7 tuổi em bé nặng 26 cân nhỉ? 26 cân ạ. Cao 1m2 đúng không? Dạ. Cao 1m2 thì em bé 7 tuổi nặng 26 cân mà cao 1m2 thì cái cân nặng của em bé là rất là tốt rồi. Thế và cái chiều cao của em bé cũng đạt chuẩn rồi. Thế thì khi cân nặng mà cái chiều cao được tốt như thế này mà bé vẫn ra mồ hôi trộm thì mình có thể tìm xem có những nguyên nhân khác. Thì em có thể đưa em bé đến bệnh viện kiểm tra xem là em bé có làm xét nghiệm xem có vấn đề gì không. Thông thường những dấu hiệu mồ hôi trộm thì nó hay gặp ở những trường hợp thiếu canxi ở tuổi lứa tuổi còn nhỏ. Còn lớn thì có một số những bạn mà nó có những rối loạn thần kinh thực vật là các bạn cũng hay ra mồ hôi, không những ra mồ hôi trộm ở trán, ở đầu mà còn ra cả mồ hôi tay, mồ hôi chân nữa. Cho nên là cái mồ hôi trộm, mồ hôi đấy không cứ là phải thiếu canxi nó mới có thể bị. Thế thì em cũng có thể cho em bé đến bệnh viện, các bác sĩ xác định xem. Thì là một, thứ hai là có một cái bài thuốc dân gian nó cũng rất là tốt để chữa cái chứng mồ hôi này, là em bé 7 tuổi thì em có thể cho em bé ăn cái lá dâu tằm. Mỗi một ngày mình ăn 7 lá và ăn nấu thái nhỏ, nấu thành canh và ăn trong 7 ngày liền. Thì cái kinh nghiệm dân gian của các cụ thì chị thấy cũng rất là tốt. Thì không biết là em cứ thử cho em bé dùng một đợt, một tuần xem sao. Thì nếu như mà sau đấy vẫn còn hiện tượng mồ hôi thì em cũng có thể em giúp cho đưa em bé đi bệnh viện khám. Đấy là một. Thứ hai, ngoài ra thì em bé nam, em bé 7 tuổi rồi thì chuẩn bị bước vào cái tuổi tiền dậy thì. Ở cái tuổi này thì cơ thể em bé nó phát triển rất là nhanh. Thế thì cân nặng và chiều cao đã đạt rồi, nhưng mà để cho em bé phát triển được tốt thì em cũng nên bổ sung thêm những cái sản phẩm có chứa thêm cái có chứa canxi, vitamin D, MK7, những cái sản phẩm Viptin. Dạ vâng ạ, rất là nhiều những băn khoăn của vị thính giả có hai bạn nhỏ trong gia đình thôi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ có thêm rất là nhiều thông tin và kiến thức phải ghi nhớ để chăm sóc cho các bé được tốt nhất rồi, đúng không ạ? Xin được cảm ơn anh ạ, cũng đã tin tưởng nối máy với chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin phép được đến với những tín hiệu kết nối tiếp theo thông qua đường dây nóng 1900 6255 ạ. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin nghe. Chào chị ạ. Dạ vâng, xin chào anh. Mời anh giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. Em là Tráng ở Bắc Giang, em có thằng cháu nó 5 tháng tuổi nhưng mà cái rốn nó vẫn cứ lướt. Dạ vâng. Em hỏi bác sĩ cho là nó là như thế là nó tự thời gian nữa nó có khỏi không, hay là phẫu thuật thì nó nhỏ thế có phẫu thuật được không? Thông thường cái rốn ướt thì nó là do còn lại cái tích của cái rốn, người ta gọi là cái nụ rốn, thì cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Thế thì nếu trường hợp mà cái đó nó nhỏ thì mình có thể nhà em Bắc Giang, em có thể đưa đến khoa sản, người ta có thể dùng một cái hoạt chất người ta đốt nó. Thế và nếu không thì em có thể đưa xuống viện Nhi Trung ương, thì các bác sĩ vào khoa ngoại. Các bác sĩ sẽ đốt cho, nhưng còn người ta chỉ phẫu thuật khi trường hợp mà cái nụ rốn nó có nó to và người ta phải mà nó chảy nước thường xuyên thì người ta mới làm, còn bình thường nhỏ thì người ta chỉ chấm thuốc là nó hết. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Thính giả vẫn còn muốn đặt thêm câu hỏi gì nữa ạ? Muốn hỏi là nó không khô, nhưng mà xuống Bắc Giang thì họ bảo là viện đi còn cái ống gì, ống liệu tiểu cái gì đấy. Phải không ạ? Bác sĩ ạ. Tức là em nên cho em bé Bắc Giang, bác sĩ bảo bị sao? Bảo là bị có chữa âm, họ bảo là còn cái ống liệu tiểu hay là cái gì đấy, nhưng nó vẫn dỉ tí thôi, nhưng mà bác sĩ bảo là về một thời gian nó hết, nhưng mà bây giờ cũng chưa thấy hết. Nếu mà chưa thấy hết thì em có thể đưa em bé xuống Viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ sẽ kiểm tra cho em một cách sâu hơn để xác định rõ xem mà nó có một lỗ giò hay nó chỉ là cái nụ rốn bình thường thôi. Vâng. Viện xuống Trung ương ở chỗ nào bác sĩ ạ? Viện Nhi Trung ương dưới Hà Nội. Vâng, bệnh viện Trung ương Bệnh viện Nhi Trung ương, đúng rồi, ở chỗ đường Đê La Thành ở dưới Hà Nội. Vâng, thế em cảm ơn
Dạ vâng, xin được cảm ơn vị thính giả cũng đã kết nối với chương trình. Chúng tôi nhanh chóng đến với câu hỏi tiếp theo trong chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp từ 9:30 đến 10:30 trên kênh chuyên biệt về sức khỏe RFM. Xin được mời vị thính giả đã sẵn sàng đặt câu hỏi. Alo ạ. Dạ, alo. Dạ vâng. Em là Thanh ở Đồng Nai. Dạ, cho em hỏi là bé của em 6 tuổi mà bé chơi đấy hay ra mồ hôi, với lại đêm ngủ thì ra mồ hôi ở cổ. Thì nhà bác sĩ tư vấn nhiều con với bé bị thiếu gì, với lại bé như vậy thì cảm thấy là hơi bị mập á, thì bác sĩ tư vấn dùng coi là đạm của bé ăn mỗi một ngày là khoảng bao nhiêu để cho bé đừng có mập quá. Dạ, em bé nhà em mà bây giờ 6 tuổi bao nhiêu cân? Dạ 25 cân, cao 116 cm. Thì em bé này thì chiều cao thì bạn ấy đạt chuẩn rồi. Thế còn cân nặng của bạn thì nó nhiều hơn chuẩn, nhưng mà nó vẫn chưa phải cái mức độ mà em bé bị béo phì. Nhưng nếu mà cái tình dễ tăng cân lắm bác. Nhưng mà nếu mà trường hợp mình không để ý ăn chế độ ăn uống ấy, thì mình sẽ, em bé cũng sẽ dễ bị thừa cân. Thế thì khi mà em bé 6 tuổi mà cân nặng của em bé vượt quá 27 cân thì em bé dễ bị béo phì. Thế thì để mà cho em bé tránh tăng cân thì em bé cũng không cần nhất thiết phải hạn chế đạm, tức là không phải kiêng hẳn, mà chúng ta nên hạn chế cái tinh bột, vì ăn tinh bột và cái hydrat nó chuyển hóa thì nó rất dễ làm cho tăng cân. Thế thì em bé thứ nhất là đối với những bạn này thì em hạn chế cái tinh bột này. Đấy, hạn chế tinh bột và em cho em bé ăn nhiều rau xanh. Ăn nhiều rau xanh, đấy. Thế và em những cái đồ rán, lúc trẻ bạn 6 tuổi này đã đến tuổi đi học rồi, em bé được ở độ tuổi này rất thích ăn những cái đồ xào rán này, cho nên rằng là mình cứ hạn chế trong cái bữa ăn của em bé là cũng hạn chế những cái đồ xào rán, rồi là hạn chế những thức ăn nhanh. Nhiều khi em bé rất thích ăn những thức ăn nhanh thì mình cũng nên hạn chế đi, bởi vì nó có rất nhiều là mỡ, nó sẽ gây tích mỡ cho em bé. Thế rồi em bé không được uống nước ngọt có ga nữa, vì những nước ngọt có ga đấy nó cũng sẽ làm cho em bé tăng cân rất là nhanh. Ngoài ra thì mùa hè sắp đến rồi, em cũng nên cho em bé tập bơi. Tập bơi và mình bơi, mình khi em bé hoạt động thể thao nhiều thì nó cũng sẽ tăng cường cái việc mà tiêu hóa năng lượng, giảm ăn thể thao nhưng mà phải giảm ăn. Đấy thì nó cũng sẽ giúp cho em bé không tăng cân nữa. Dạ, em hỏi là thí dụ như ăn cơm thì bé ăn... sáng thì bé ăn bún ăn phở, giờ dần trưa với tối thì bé ăn một chén cơm, vậy có nhiều không bác? Em bé ăn một chén cơm là được rồi. Dạ, với lại đạm nó cần giảm đi hả bác ạ? Đạm bác thì cho em biết là một ngày bé ăn khoảng bao nhiêu á, tại vì cho bé ăn bao nhiêu bé cũng ăn á. Đúng rồi, những bạn bụ bụ bẫm thì ăn bao nhiêu là em bé cũng ăn. Và em bé đấy thì ăn thì kể cả khi có khi không ngon em bé cũng vẫn ăn tốt. Thế thì thông thường cái lượng đạm cho em bé đối với bình thường nhu cầu cơ thể là cần 1 gram protein trong một ngày. Thế thì mình ở trong một cái 100 gram thịt thì nó sẽ có chừng khoảng 16 gram protein. Thế thì nếu bây giờ mà cân đo đong đếm thì nó cũng rất là khó, vì cái lượng protein không những nó có trong thịt mà còn có trong nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Thế thì mình có thể cho em bé mỗi ngày ăn một lạng thịt này, rồi cách một ngày thì em có thể cho em bạn ấy ăn một quả trứng, một tuần chỉ ăn 2 đến 3 quả trứng thôi. Thế và chủ yếu thay bằng thức ăn bằng cá. Thì cái trong cá thì là cái lượng protein nó cũng rất đủ, mà nó có chứa cả cái canxi. Vì những cái bạn mà nhu bụ bẫm như con nhà em thì nó cũng sẽ có nguy cơ về cái thiếu canxi. Cho nên mình chú ý ăn cho em bé ăn các thực phẩm như là ăn cá nữa. Thì ăn nhiều cá thì nó cũng sẽ giúp cho em bé không bị béo phì mà vẫn còn được đủ chất. Nếu mình bây giờ mình ăn kiêng đạm quá thì nó cũng sẽ làm cho em bé, chúng ta biết rằng là đạm nó là cái thành phần chính để giúp xây dựng cơ thể. Nếu bây giờ mà chúng ta lại ăn cả kiêng đạm thì em bé sẽ rất mệt mỏi, không học được. Cho nên là cái lượng đạm chúng ta không cần thiết phải giảm, mà em chủ yếu là giảm tinh bột và một cái chế độ sinh hoạt tốt. Dạ vâng. Bác cho em hỏi là 6 tuổi trở lên thì mỗi một năm là bé tăng được mấy cân rồi bác? Thông thường mà khi mém bé trên 6 tuổi thì một năm trung bình là tăng 5-7 cm. Nhưng mà khi em bé trai đến 10 tuổi là đến tuổi tiền dậy thì, từ cái tuổi tiền dậy thì cân thì cái chiều cao tăng rất nhanh, một năm có thể tăng từ 10-15 cm. Còn giai đoạn từ 6 đến 10 tuổi, một năm tăng từ 5-7 cm thôi.
Dạ vâng, hy vọng là thính giả có thêm nhiều những cái thông tin hữu ích sau ít phút ngắn ngủi kết nối cùng với chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng của chúng tôi. Bây giờ thì vị thính giả tiếp theo gọi điện tới tổng đài 1900 6255 cũng đã sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi những thông tin cùng bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi của Bệnh viện Sanh Pôn rồi. Thủy Nguyên xin được nhấc máy luôn. Alo ạ. Alo. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, chào em. Dạ vâng ạ. Vâng, anh đã nối máy thành công rồi và bây giờ bác sĩ cũng đang lắng nghe câu hỏi của anh ạ. Em xin chào bác sĩ, em tên là Thành ở Nghệ An. Em có hai cháu bé trai, một bé 3 tuổi và một bé 6 tuổi. Thì như đầu chương trình em nghe đấy thì hai cháu bé của nhà em thì nó ăn được mà không hấp thu được bác sĩ ạ. Cháu bé trai 3 tuổi thì giờ mới 13 cân và cháu 6 tuổi thì mới 21 cân. Hai cháu bé thì đến giờ ăn thì cháu ăn, nhìn cháu ăn rất ngon miệng mà gan gan là đủ đi đâu, nó không thấy, người thì cao nhưng mà gầy lắm. Vâng ạ. Thế thì bạn 3 tuổi là cao bao nhiêu? Chủ cao bao nhiêu em cũng không rõ nhưng mà so với bạn bè cùng lứa thì cháu cao hơn, cũng cao hơn các bạn, nội trội hơn các bạn ấy. À, bạn 6 tuổi thì cao bao nhiêu? Em cũng không không đo, không rõ về chiều cao của cháu lắm, chứ em cũng không đo, nhưng mà em thấy thì cùng với bạn bè trang lứa thì con trai của nhà em nó cao hơn các bạn. Nhưng mà cân nặng gầy hơn bạn 6 tuổi thì mới có 21 cân thôi. Vâng. Thực ra thì cái bạn 6 tuổi 21 cân thì cân nặng của bạn nên nó cũng bình thường mà em, nó không phải rằng là thiếu cân. Thế còn bạn 3 tuổi thì 13 cân. 13 cân thì đối với bạn 3 tuổi thì cân nặng bạn hơi thấp hơn so với cái chuẩn thì khoảng 14 cân rưỡi đến 15 cân. Thế thì em trong trường hợp mà như thế này chắc là chiều cao của các em bé đều vượt chuẩn. Thì vâng, em mới nhìn thấy là anh em thì đều đạt. Mà cháu thì ăn này rất ngon nhưng mà không hấp thu được ấy. Tức là các bạn ấy ăn tốt nhưng mà nó lại không tăng cân mấy. Vâng. Thế thì những trường hợp mà ăn uống rất là tốt mà lại không tăng cân thì em bé dễ bị kém hấp thu. Thì em biết rằng là kém hấp thu thì nó liên quan đến nghi vấn đề cái vi khuẩn trí ở trong ruột. Vì chúng ta biết rằng là trong ruột của người cũng như động vật thì có một hệ vi khuẩn trí sinh sống. Thì đa phần trong những cái hệ vi khuẩn này nó là các cái vi khuẩn có lợi. Và những vi khuẩn có lợi này nó sẽ giúp, nó cũng tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn nhưng mà cái giai đoạn cuối. Và nó giúp cái thức ăn mà không tiêu hóa hết được ở trong ruột trong giai đoạn đầu thì nó sẽ tiêu hóa nốt khi mà thức ăn xuống đến cái phần ruột già. Thế thì ở em bé kém hấp thu thì không những là cái vi khuẩn ở cái ruột già của em bé là nó bị mất cân bằng, mà nó còn cả cái men tiêu hóa trong cái ruột của em bé cũng tiết kém. Thì trong trường hợp này em có thể bổ sung thêm cái men tiêu hóa giúp cho tiêu hóa thức ăn, như là cái men neopeptin. Đúng rồi, neopeptin là cái men giúp cho tiêu hóa đạm. Khi mà chúng ta ăn vào thịt thì ăn vào cá, ăn vào tôm thì không phải cơ thể sẽ tiêu hóa thịt cá tôm, mà muốn tiêu hóa được thì cơ thể sẽ chỉ tiêu hóa từng axit amin rất là nhỏ. Thế thì cái axit amin đấy thì cơ thể nó phải bằng cái nhu động ruột, nó sẽ bằng chúng ta cắt này, chúng ta đun nấu này, nó sẽ làm cho cái protein nó phân thành những cái dipeptide, tức là những cái mảnh nhỏ. Thì khi vào trong cái cơ thể của chúng ta thì những cái men tiêu hóa này nó có tác dụng cắt những cái phần tử protein thành những axit amin, và cơ thể chúng ta chỉ tiêu hóa được, hấp thu được axit amin thôi. Thế và khi mà cơ thể em bé bị thiếu đi cái men, thiếu hụt cái men tiêu hóa thì nó sẽ giảm cái việc mà tiêu hóa thức ăn, và chúng em có thể bổ sung thêm cho em bé cái neopeptin, nó sẽ giúp phân cắt cái protein thành những acid amin để cho cơ thể dễ hấp thu. Ngoài ra thì em vừa bổ sung thêm neopeptin, vừa bổ sung thêm cái men vi sinh cho em bé, thì em có thể cho em bé uống cái men vi sinh Golden Lab, là cái men vi sinh nó rất là tốt bởi vì nó có chứa hai thành phần, vừa có cái vi khuẩn có lợi và vừa có cái chất xơ. Chất xơ này không những mà nó giúp cho các em bé tăng cường cái miễn dịch cho em bé này, nó còn giúp cho cái việc mà cung cấp nguồn thức ăn cho các cái vi khuẩn có lợi, thì nó còn giúp cho cái việc điều hòa tiêu hóa. Tức là khi mà kể cả những em bé bị táo bón chẳng hạn, thì những cái chất xơ ở trong cái men vi sinh này nó còn có tác dụng để cho giúp cho em bé chống cái táo bón đó nữa, thì nó rất là tốt. Em có thể sử dụng cho em bé hai sản phẩm này kết hợp với nhau, thì chị nghĩ rằng là một thời gian dài thì sau khoảng một khoảng thời gian thì các cái cân nặng của em bé cũng sẽ phát triển tốt.
Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn vị thính giả cũng đã kết nối với chương trình. Chúng tôi cũng hy vọng đã mang đến cho anh những lời khuyên, những cái chỉ dẫn từ phía bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, giúp anh có thêm sự tự tin trong việc chăm sóc cho các bé thật là tốt. Cảm ơn vị thính giả. Bây giờ thì xin được đến với câu hỏi tiếp theo ạ, cũng thông qua tổng đài 19006255. Chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin nghe ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin chào, chào anh ạ. Tiếp tục là một ông bố ạ. Vâng, xin mời anh giới thiệu đặt câu hỏi. Nam ở Dương Ninh, em muốn hỏi cho bé như em là, nói chung là nó vài lúc được mấy tháng đi kiểm tra, thế em hỏi bác sĩ là cái nhà mà loạn sản phụ của trẻ mà, tức là trên khoa học nó phát triển có cái gì nó đã cải tiến được chưa, mới lại để can thiệp vào cái bệnh loạn sản phụ của bé không ạ? À, em bé em được mấy tháng nhỉ? Bé anh em đến ra là được đâu đi, bây giờ là được ba tuổi rưỡi rồi, cháu mới được rưỡi. Được ba tuổi rưỡi cháu mới được 82 cân thôi, được 12 cân. 82 cm. Vâng. 12 cân. 3 tuổi rưỡi mà 82 cm thì cái chiều cao của em bé cũng hơi thấp. Thế vâng. Mà cái cân nặng của em bé là được 12 cân. 12 cân thì cân nặng của em bé cũng chưa đạt. Em bé bị loạn sản sụn mà, thì em nên cho nhà em ở đâu nhỉ? Em ở với Vương Ninh, các bạn em cũng trước em cũng đưa sang viện nhi rồi. Nhưng mà các bạn là lúc giờ em đi làm xa không ở nhà. Đợt vừa rồi cũng bảo vợ nó đưa sang để kiểm tra xem. Nhưng mà điện thoại hỏi nó, hỏi vợ nó cũng chưa nó rõ. Nhưng mà em đang hỏi là trên khoa học mình, trên ở ngoài viện các thứ là nó có cái biện pháp gì mà can thiệp được vào cái vấn đề của cái bệnh loạn sản sụn nó khá hơn đúng không ạ? Thực ra cái loạn sản sụn nó cũng có, hiện nay nó còn chưa rõ được nguyên nhân. Thế và cái điều trị em nên theo dõi, đưa em bé đi khám bệnh, theo dõi ở bệnh viện trung ương và khám lại hẹn theo hướng dẫn của các bác sĩ. Thì xung đó các bác sĩ chuyên khoa về xương người ta sẽ hướng dẫn cho mình. Dạ vâng ạ. Câu hỏi này của anh thì chắc chắn là cần phải đi cho bé đi kiểm tra thăm khám để có cái kết luận nó chính xác ạ, thì mới có một cái phương án chăm sóc bé được tốt nhất. Chúng tôi cũng cảm ơn anh cũng đã tin tưởng gọi điện tới đường dây nóng 19006255. Chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng được phát sóng trực tiếp từ 9:30 đến 10:30 các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ bảy, và quý vị cũng có thể nghe lại vào lúc 19 giờ cùng ngày trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM. Tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi của vị thính giả tiếp theo. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin mời thính giả giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. Ôi, tên là Trà, tôi ở Hà Nội. Dạ vâng ạ. Tôi hỏi cho cháu tôi ạ. Dạ vâng, mời bác ạ. Tôi có một cháu gái là năm nay 14 tuổi, cao 1m57 mà nặng 52 cân. Nghĩ lại một cháu trai là năm nay 5 tuổi mà cao 1m1, nặng 28 cân thì các cháu như thế có phải là thừa cân không hả bác sĩ? Cháu như bác, cháu bạn bạn con gái 4 tuổi mà 52 cân ạ. 14 tuổi ạ. À 14 tuổi mà nặng 52 cân. Vâng. Cao 157 cm. Vâng ạ. Vâng. Thì bạn này thì chiều cao của bạn ấy thì nó chưa đạt so với chuẩn ở cái bạn 14 tuổi thì phải được 162-163 cm. Còn cân nặng thì đạt rồi. Thế thì ở cái tuổi này thì bạn cũng đã dậy thì rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, những khi mà em bé đã dậy thì rồi thì cái chiều cao của em bé nó cũng tất nhiên nó cũng sẽ phát triển, nhưng mà nó phát triển chậm hơn so với cái tuổi tiền dậy thì. Thế thì cái đối với những bạn này thì không biết là bây giờ bạn ấy 14 tuổi rồi thì không biết là bạn ấy mùa hè thì bạn ấy có ngoài cái học tập ra thì bạn có chơi cái món thể thao nào không hả bác? Có ạ, cháu có chơi bóng rổ ạ. Chơi bóng rổ, vâng. Thế bóng rổ nó cũng là một cái môn thể thao mà giúp cho phát triển chiều cao. Thế thì ở cái tuổi này thì bạn ấy có học hành cũng rất là nhiều, cho nên bác chú ý cái chế độ ăn cho em bé. Cho bạn nên là ưu tiên những cái nhóm thực phẩm mà nó có chứa cái canxi và thì nó sẽ giúp cho cái phát triển chiều cao, cố gắng phát triển chiều cao được tốt hơn. Thế và ngủ cũng phải ngủ đủ giấc, vì bạn học hành nhiều cho nhiều khi mà ngủ nó không đúng giờ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc tiết hormone tăng trưởng của em bé. Cho nên là ngoài cái việc mà ngủ đủ giấc và chế độ ăn tốt và chơi thể thao rồi thì bác nên cho em bé bổ sung thêm cái sản phẩm Viptin, nó sẽ giúp cho hỗ trợ cái việc phát triển chiều cao cho em bé. Thế còn vâng, còn một bạn thì mấy tuổi bác nhỉ? Bạn ấy năm nay 5 tuổi mà 5 tuổi. Cao 1m1 mà nặng 28 cân ạ. 5 tuổi thì cao 110 cm ạ. Và nặng bao nhiêu cân ạ? 28 cân ạ. 28 cân thì bạn này thừa cân rồi ạ.
Bạn này vâng, bạn này chiều cao thì bạn đạt nhưng mà cân nặng của bạn ấy thì thừa mất rồi. Đấy, cân nặng chuẩn của cái 5 tuổi thì chỉ 18 cho đến 19 cân thôi. Thế thì cân nặng của bạn đã vượt so với chuẩn rồi, chuẩn tối đa cũng chỉ 25 cân là cái tối đa. Thế và trên 25 cân tức là bạn đã bị béo phì rồi. Thế thì đối với bạn này thì bây giờ bác phải cố gắng, ở những cái bạn mà béo quá như thế này bạn cũng sẽ bị thiếu canxi. Bởi vì là thông thường thì người ta cứ nghĩ là còi xương, những cái bạn mà thiếu canxi là những bạn bé nhỏ, còi cọc vân vân. Thế nhưng mà những bạn mà thừa cân này cũng rất dễ bị thiếu canxi do cái nhu cầu nó tăng cao mà cung cấp chế độ ăn thì nhiều khi là nó lại không được đầy đủ. Cho nên là bác ngoài cái việc mà điều chỉnh lại chế độ ăn cho em bé thì bác cũng nên bổ sung thêm cái những cái sản phẩm mà có chứa canxi cho em bé. Thế và ngoài ra 5 tuổi thì cũng đã có thể chơi được thể thao rồi, có thể cho em bé đạp xe hoặc đến mùa hè tập bơi bác ạ. Tập bơi nó rất là tốt để giúp cho em bé cái cân nặng nó không tăng hơn nữa. Thì bác ơi cho tôi hỏi là bây giờ là mẹ cháu là cho cái cháu ăn à, cái cháu gái ấy là chỉ cho ăn cơm với lại buổi sáng với buổi trưa thôi, còn tối thì không cho ăn cơm mà chỉ cho ăn thịt với lại rau với thức ăn thôi, thì có được không hả bác ạ? Thực ra thì cái đối với em bé nữ buổi cân nặng bạn 52 cân thì cân nặng của bạn nó cũng đạt chuẩn rồi, cũng không cần thiết phải hạn chế ăn. Thế thì mình buổi tối, buổi sáng, buổi trưa ăn cơm này, buổi tối thì không ăn cơm, thì những cái người mà phải hạn chế ăn thì người ta mới giảm tinh bột có mức, còn nếu không bình thường vẫn có thể cho em bé ăn ít cơm cũng không sao ạ. Vâng, thế có ăn nhiều thịt có được không hả bác sĩ? Ăn nhiều thịt cũng tốt, không vấn đề gì ạ. Vâng. Nhưng mà nó cũng về mức độ vừa phải, chứ không phải ăn nhiều quá, cũng không nên ép ăn, tức là ăn vừa đủ với cơ thể là đủ rồi ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác cũng đã đặt ra câu hỏi cùng với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay. 60 phút của chương trình cũng trôi qua thật là nhanh và chúng tôi cũng đã lắng nghe giải đáp được khá nhiều những câu hỏi thắc mắc của các thính giả. Mặc dù vẫn còn khá nhiều những đăng ký khác nữa, tuy nhiên thì thời lượng của chương trình thì cũng đã hết. Chúng tôi chắc chắn sẽ điện thoại lại cho quý vị và để có được những cái thông tin đầy đủ nhất, giải đáp những đăng ký từ phía các thính giả nghe đài. Một lần nữa trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi của Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội đã đến tư vấn và giải đáp rất thấu đáo cho quý vị thính giả của chương trình. Trân trọng cảm ơn nhãn hàng Previptin, nâng tầm cao và trí tuệ Việt của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến Tổng đài Bác sĩ Tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn. Previptin 3 giúp tăng chiều cao, phát triển trí não, bảo vệ mắt cho trẻ dưới 10 tuổi.